Dương Mịch leo trèo cực nguy hiểm, đáng chú ý là thái độ lo lắng của Đặng Luân và dàn sao nam đứng cạnh. Dương Mịch từng chia sẻ trên sóng truyền hình là cô rất sợ độ cao. Dương Mịch, Đặng Luân vẫn cùng dàn sao trốn khỏi mật thất 3, ghi hình cho những tập tiếp theo ở Hồ Nam, Trung Quốc. Trong loạt ảnh vừa được ekip sản xuất tung ra, Dương Mịch gây bất ngờ với cảnh mang dây cáp bảo hộ rồi trèo qua hàng rào để chuẩn bị di chuyển xuống dưới đất. Phía bên trên, các sao nam như Đặng Luân, Hoàng Minh Hảo đều tỏ ra lo lắng. Từ hình ảnh này, có thể thấy Dương Mịch tuy là đàn chị nhưng rất được các chàng trai yêu quý, bảo vệ. Trước đó, ở tập phát sóng đầu tiên, Đặng Luân cũng gợi ý cho Hoàng Minh Hảo cởi áo khoác ngoài đưa cho Dương Mịch khi thấy cô có biểu hiện bị lạnh. Ở một diễn biến khác, hình ảnh leo trèo của Dương Mịch gợi nhắc đến dáng vẻ sợ sệt, đáng thương khiến cô nàng bị chỉ trích dịu dội trong trốn khỏi mật thất mùa đầu tiên. Trong khuôn khổ chương trình, Dương Mịch đã để lộ khoảnh khắc cô nàng bật khóc vì sợ độ cao. Ngay sau đó, từ khóa Dương Mịch sợ độ cao đã lao thẳng lên top search Weibo, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho cộng đồng mạng. Tình huống mà nhà sản xuất trốn thoát khỏi mật thất mùa đầu tiên đặt ra là các nghệ sĩ phải nhảy dù từ lầu 2 xuống. Dù đã được bảo vệ bằng tấm đệm khá to bên dưới, nhưng Dương Mịch vẫn không vượt qua được. Bất ngờ hơn, Dương Mịch tỏ ra khá sợ hãi. Cô mếu máo lắc đầu, đi lùi về phía sau, rồi thụp xuống đất, bật khóc trong sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Nhiều khán giả chỉ trích Dương Mịch giả vờ yếu đuối để gây chú ý với các sao nam trong chương trình. Dù vậy, vẫn không có ít khán giả đồng cảm với Dương Mịch và cho rằng nữ diễn viên của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phản ứng như thế cũng là hợp lý thôi.